Hello, xin chào anh em. Nay em lại mới về thêm một con máy tiện của Nhật. Con này được thiết kế là chống tâm 1m2 nhá. Từ đây ra đây, bỏ con này thì được 1m2. Sau đây em sẽ quay một vòng cho mọi người xem. Thông số đầy đủ, motor 1,5 kg này. Con này thì được chỉnh nhiều tốc độ này. Đấy, rất là ngon. Đây, em sẽ mở cho mọi người xem. Đây là hộp số này, hộp số vô cấp này, nhìn rất ngon. Đấy, hàng nặng 700 cân đúng không nhá, siêu đẹp luôn ạ. Tay quay này, chỉnh ra vào của trục. Con này thì chiều cao thực tâm thì băng là được 375 nhé, 375. Đó, chiều này của nó hiện tại thì nó đang là tầm 1m1, gần 1m1. Và nó ra thêm đây được hơn chục phân nữa, khoảng 1m2, gần 1m2. Đây, hơn chục phân, gần 1m2. Bên này là bên thao tác bên này. Đây, mình nhả thì mình dí xuống. Đấy, chỉnh vào, ra vào, ra vào, ok. Đấy, ngang dọc, ngang dọc các kiểu, không là vặn lên là quá chết. Đấy, nó sẽ chết này. Quá chết đây luôn. Cái này cũng vậy, ra vào. Đấy, xong khóa lại. Còn cái này thì chỉnh ra vào của trục thôi. Rất là nhẹ nhàng các bác nhá, đẩy nhẹ nhàng lắm. Đó, chỉnh rất nhẹ nhàng luôn. Vặn này, vặn ở đâu rồi ạ? Được. Còn chỉnh lệch tâm thì chỉnh cái này. Hai con này chỉnh lệch tâm. Ok, sau đó em sẽ test video cho mọi người xem. Chạy con bên tần này. Cầm bên tần đi. Chạy có bên tần, bên áp đều được nhá, hoặc là về đấu lại motor đều được. Em để điện zin. Đây, chạy này. Đó, đây đang chạy ngược nhá, đang chạy ngược này, tắt bỏ này. Để chạy xuôi này, chạy xuôi này. Đấy, nó chạy hai được hai là hai chế độ. Đây là đang tốc nhanh nhất nhá. Giờ em chỉnh tốc chậm này. Đấy, từ 8 xuống 0. Đấy, có 8 tốc độ. Nhanh cấp vô cậm. Theo ý mình chỉnh thôi. Đấy, hàng nhất là đẳng cấp luôn. Đấy, các bạn nhìn này, bắt đầu nó chậm. Chậm nờ đờ cũng được. Siêu chậm cũng được. Đấy, các bạn nhìn nào. Mình nhìn thấy mắt thường là thấy rất là chậm rồi đúng không? Về không này, đây là chậm nhất này, này. Đó, rất là chậm luôn này. Đây, tắt máy này. Ok, em đã giới thiệu qua về máy móc cho mọi người xem này. Đây là chú ý an toàn này, chú ý an toàn này, vẫn còn nguyên. Băng thì rất là đẹp, thẳng lì luôn, như băng máy tiện luôn, như máy tiện sắt ấy. Ok, đã xong rồi. Bạn nào cần thì cứ liên hệ em. Vâng, xin chào mọi người.